bầm đấy. Đấy rồi, đấy rồi, ui dồi ôi, ôi hàng 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 bự. Ui dồi, ui dồi, đóng luôn. Ui dồi, tờ rim, tờ rim. Wow. Úi dồi, đóng luôn anh em ơi. Úi dồi. Quế. Ui ui. Khỏe khỏe, con này khỏe, con này khỏe. Khỏe này. Vâng, và xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của em. Thì sau một tuần làm việc mệt nhọc thì cuối cùng cũng đến cái ngày thứ bảy rồi các bác ạ. Ngày mong chờ đợi nhất trong năm đây. Thì bây giờ sẽ là công tác chuẩn bị cho ngày mai. Chuyến đi ngày mai đi chuyến cũng tương đối là xa. Bây giờ đang chuẩn bị cần kiếp các bác. Mai em sẽ đánh bạo lực các bác nhé. Mới tạo là em 10H. Đánh bạo lực này. Nẽ ra thì mai em đánh lục cơ. Nhưng mà em nó bảo thôi mai anh em đi cô đơn đi. Quanh nó đổi cảnh như bởi 2 tuần một đánh lục nó bạo lực quá rồi. Thỉnh thoảng lại đổi cảnh thế cho anh em xem cho nó vui và hứng phấn. Thì em nọ em đi câu bác này, em nhặt được cái bát, bát rơi cước. Bác rơi dù không biết quả bác nào. Trông cũng rất là xịn sò, X8 100m. Quay tải 55kg, dây cũng rất là nhỏ. Nhặt được bộ này thế kết luôn luôn anh em ạ. Không biết có bác nào để lại thôi. Các bác này, các bác cho em mượn tạm nha. Đứng bộ cần để mai đánh này. Mình nghe coi xem. Bộ cần để mai săn hàng các bạn. Đánh hẳn bằng cái loại dây này. Em toàn chưa bạo lực đánh vào phát cá phải lên ngay. Dập nó mới xuống tay nó quẫy với căng. Chứ không đánh kiểu dòng dòng như các bác là cần mềm trục nhỏ thèo nhỏ là các bác cứ dòng. Khi nửa tiếng được con em đánh là to bé lên ngay. Nên là em đang muốn thử sức cái cần 10H này các bạn. Để đánh lục này. Thì hôm nọ nhập về thì đi đánh trên cái hồ kia thì người ta đánh lưới mình móm luôn cả hai hôm luôn. Hai hôm ra cần móm luôn. Thế mà đau lòng. Phù hợp cho việc đánh lục thì em nghĩ cái cần 10H này là ok nhất này. Mai em đi đánh đơn test thử là giật cho nó phê. Giật là cá to cá bé phải lên được ngay thì mình đánh lục được. Và dây phải chắc quá nhé. Thà gãy cần chứ không để mất cá. Có gãy cần cá nó nuôi vẫn còn cái đốt nó nổi lên là mình có thể vớt được cá. Nhưng mà đứt dây là thôi. Phương châm của em đi câu là thà gãy cần chứ không để mất cá. Đây anh em nhìn chưa? Sông ở trên chỗ em thì nó chỉ có thủy triều lên và thủy triều xuống thôi. Mặt nước mà không có sóng gió rất là êm ả luôn này. Quay phao đẹp vô cùng luôn nhá. Nó không có dòng chảy đâu các bác nhá. Chỉ có thủy triều lên thủy triều xuống, không có dòng chảy như các sông ở trong miền Trung đâu. Các sông ở trong miền Trung thì em thấy đổ như thác ấy, câu rất là khó, mà chỗ em thì nước rất là êm ả luôn. Nhưng mà thấy nhìn rất là phê. Đó, câu thời tiết như này ngắm phao ấy thích nhỉ. Mình sẽ khai trương cái cần, không có nào vào thì ngày mai cho cần này về nhà ấy. Hai con lục cắn em. Hai con lục cắn đi. Con này nay giật làm sao này. Lì lắm rồi đấy.
Chịu của mày. Cắn này dâm sao được. Dạ. Dĩ dã gạo. À, có tín hiệu anh em ạ. Bầm đấy. Đấy rồi. Đấy rồi. Ui dồi ôi. Ôi hà hà. Hàng bự. Ui cái này vừa cắn luôn. Ui dồi. Hàng hàng đấy rồi anh em ơi. Mày chạy đâu con. Trim. Dễ dễ hiểu sao. Đó vào. Ăn mày con chó này. Quả con chó nó dễ quá rồi. Sợ. Đó lên 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 lên. Hai con đều cắn, cần kia vừa lỗ lỗ cái rẹt phát. Không phải giỏi. Mày tao đánh mồi bột này nhở em ạ. Túi đâu nhỉ? Túi à, túi này. Rồi con đầu tiên anh em ơi. Hí hí. Không cắn thôi đúng lúc cắn thì nhẹ. Hai con đều cắn. Thành quả các bác ơi. Là chim vào đây chó này đẹp đẹp mèo đẹp chặt cá lắm mọi người. Ui ông luôn. Ui giời ơi. Tà rim. Wow. Ui giời. Đóng luôn anh em ơi. Ui giời. Quê. Ui ui. Khỏe. Khỏe này. Hàng được đấy. Khỏe này. Lên. Giời. Ai à. Được của nó. Ua.
Lên. Lên 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 anh em ơi. Cú con này to, này to, này to em ơi. Ui, con này to, này to. Cẩn còng víu này có ai. Nó hai lưỡi á? Ờ. Ăn vào hai lưỡi rồi. À không, nó mắc người, mắc người. Ok ok. Lên 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 lên. Quả quá. Hàng bự luôn các bác ạ. Ai à, ôi giời. To luôn đấy nhỉ. À. Con này gần 2 cân. Con này gần 2 cân ạ. Toàn đóng lưỡi con của mình nhỉ. 8. Có này không ạ? À dù ok. Rồi. Đánh hay. Cái đàn kia. Chú ngồi chỉ lẫy là chưa dính con nào. Chưa. Em đi theo lại nhìn vào ngay. Bọn này nó đánh tao đàn. Còn có bao đường lít mẹ hả chìm. Quay đi quay lại bảo nhìn tiếp nó sao đâu. Rồi rồi rồi. Tượng cắn. Chỉ là chìm với áo phao. Quay cái đây đã thấy phao lôi đầy sợ. Há gục mồi to này, cá đớp thì quên đời đi. Cắn ngay á. Chó này. Nó cũng đàn các con rồi. Cứ ghi vào thả chung máy đưa cần nuôi vào được. Chim cuốn ổ. Đấy, cứ đưa đây vào. Gầy này cứ nhông phát này luôn. Tao còn lại cũng được. Này 2 cân. Đấy, lần đầu tiên. Lần tiên đóng nó đóng được chim quá cả. Chờ trông chờ mãi bây giờ. À, chờ từ chiều nhưng mà đóng được con trim. Đó là được một con. Ổ quá. Hạ đấy nằm. Đa 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 xuống. Ok ok. À, con này con thứ ba, con thứ ba này anh em thôi chinh chiến được các bác ạ. Ngồi mãi không thấy con nào cắn rồi. Ok. À, con thứ ba quá nhá. Phê chưa? Phê. Không nên sớm đẻo nữa, có động nữa. Cần tôi đang răng này hai gái này chưa con nào ở sau này. Và bọn cá tạp nó vẹo này. Táo à?
hai con đều cắn em. Cá con cứ tiểu bực hết cả mình. Khả năng anh em chúng tôi phải thu đồ đi về thì các bác ạ. Cá con nó phá ổ ác lắm. Hôm nay quên không mang cái thính mồi xả đặc trị cá con. Và ngay cái mồi nềm này, mồi này nó nhạy cá nhưng mà cá nó phá quá. Kể là mày mang cái mồi xả trị cá con thì hay quá. Phải thu đồ đi em ơi. Cá lắm đấy. Cá con phá này không cầu đâu. Cứ nhấp nhấp thì được. Thành quả chuyến đi của hai anh em tôi đấy các bác ơi. Ngồi cả buổi được ba nhóc mà được cái có cái cảm giác kéo nó phê. Cái gì cá chim mà kéo này sướng hẳn quá ạ. Mà còn bự luôn. To nhỉ. Để khi anh em cho luôn một thùng nó sống. Anh cầm đây để em múc nước vào. Để anh em chúng tôi đổ ra cho bác xem nhé. Ôi này ốm quá. Đấy, bắt từng con này. Bự luôn ấy, mấy con này cũng to ấy, mà câu dòng mấy cái dòng cá này nó phê anh em ạ. Cá chim này, mấy cá trôi là giật sướng nhất. Đặc biệt là chim. Kéo nó quên đời, quên chết đi. Này đôi cân. Này 2 cân một con. Đỏ đỏ hồng nhé. Đỏ hồng đúng bằng cái thùng luôn. Ôi ôi là ôi ôi sướng quá được về với thiên nhiên nhé. Con này thì khoảng cân 8. Ba nhóc, con kia nhỏ hơn chút. Cất đi. Ui này. Ui, ba nhóc phê quá các bác ơi. Em này bé tròn người. Tròn người, béo. Thôi anh em chúng tôi về đây, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nha. Bye bye.